xin chào mừng cô chú anh chị em và các bạn đã đến với kênh Quỳnh Mai TV. Xin chào cô chú anh chị em và các bạn. Hôm nay Quỳnh Mai à, xin chia sẻ với các bạn là cây mai tứ quý bể của mình nó đã à, mọc lá non và ra nụ hoa rồi các bạn. Nhưng mà nụ hoa thì mới là à, mọc còn nhỏ chút xíu cỡ đầu cây tâm thì Hôm trước mình có chia sẻ với các bạn là uh, Năm nay trời lạnh sớm Nên mình uh, suốt lá mai sớm Thì tới nay gần một tháng uh, Ngày 27 Tây tháng 12 Là uh, đúng một tháng rồi đó các bạn Thì năm nay mình uh, suốt lá sớm Để cho nó có bông sớm các bạn Tại vì trời lạnh uh, Cây mai mễ này À, nó chịu được lạnh nhưng mà không à, có lạnh quá tại vì nó xuất phát từ bên mỹ nên thời tiết cũng nóng giống như việt nam của mình à, năm nay lạnh sớm nên mình suốt lá sớm thì à, bây giờ nó à, đã ra à, những cái nụ nhỏ li ti thì còn à, còn lại là à, gần <laughs> gần một tháng là tới tới tới, Tết Việt Nam tức là ngày 22 Tây Thăng Giêng nên bây giờ nó có nụ hoa còn nhỏ thì mình nghĩ là cũng vừa kịp các bạn đó các bạn nhìn xem nó đã ra nụ hoa đầy cây thì cái phương pháp à, của mình à, xuống lá mai à, đã thành công các bạn À, các bạn không cần phải suốt từng lá mình đem à, cái cây mai này từ ở ngoài lạnh à, vào trong à, ra thì nó bị à, sốc nhiệt độ nên tự nó rụng lá à, rồi mình mới là sau đó mình sẽ suốt lá à, nếu nó còn sót lại các bạn nên à, cây mai này à, rất là nhanh theo như lẽ thường thì mình à, nắm mình suốt từng lá nhưng mà tại vì nó bị sốc nhiệt độ nên nó rụng một lọt hết rồi sau đó mình à, xem những lá còn sót lại thì mình à, tước thêm các bạn không có mất thời gian thì các bạn nhìn thấy cây nụ hoa à, nó đã mọc lên rồi nè cái một cái à, mụn hoa này nó hình tròn các bạn nhìn thấy màu xanh và hình tròn còn cái mầm lá thì nó nhọn các bạn thì đây là cái mầm lá nó nằm ở trên cái uh, đầu của ngọn, uh, ngọn cây các bạn đó thì đây là mầm lá còn những cái màu xanh uh, hình tròn thì là mầm hoa thì cái mây À, của mình mai nó đã mọc mầm hoa à, ra rất là nhiều Đó. từ ở phía dưới góc mà lên tới trên luôn các bạn Đó, các bạn nhìn xem thì mình mai chia sẻ với các bạn là muốn cho cây mai của mình có nhiều hoa thì các bạn xuống lá xong rồi các bạn tưới phân uh, thúc ra hoa của hãng Scott có số chính giữa là 55 tức là NPK đó các bạn thì uh, bi là phốt uh, tro thúc ra bông thì mình uh, tưới um, vào trong cái cây mai này thì nó sẽ ra hoa rất là nhiều năm nào thì Quỳnh mai cũng uh, uh, làm như vậy và đạt được kết quả mỹ mãn tức là tới tết tết uh, nó có hoa uh, đầy hết các bạn và cái cây mai này của Quỳnh mai thì mặc dù là mai mễ nhưng mà uh, nó cũng có nhiều cánh hai lớp cánh uh, từ sáu cánh trở lên các bạn và nó có cho mùi thơm uh, rất là thơm thơm dịu luôn mình đi ngang cái cây mà đang nở hoa thì mình ngửi thấy được cái mùi của nó các bạn đây là cái mầm hoa nữa nè các bạn nó ra rất là nhiều và đều đó chỗ nào cũng có mầm hoa và mầm lá hết mầm lá thì ở trên cái ngọn à, trên cái ngọn cành cây còn cái mầm hoa thì nó mọc ở chính giữa cũng có khi nó mọc ở trên uh, cái uh, đầu của cái cành cây nhưng mà thường thì nó mọc ở uh, chính giữa ở chính giữa của cái cành các bạn đó thì uh, khi mà mình chơi mai thì mình chú ý là uh, suốt lá cho nó đúng ngày rồi À, tưới nước cho nó, Quỳnh mai thì tưới nước cho nó là nước có pha cái phân thúc ra hoa nên uh, nó ra hoa rất là nhiều. mình chia sẻ với các bạn uh, về cái uh, phân thúc ra hoa là của hãng có có đề là super Plum các bạn super Plum tức là ra hoa nở hoa đó thì mình tưới 3 ngày bắt đầu ngày mình suốt lá xong xuôi hết rồi mình sẽ pha và mình tưới 3 ngày liên tiếp sau đó mình nghỉ một tuần rồi mình tưới 3 ngày liên tiếp mình tưới khi đến khi nào mà nó ra cái mầm hoa như thế này và đều hết thì các bạn mới ngưng đó à, cây mai của mình mai nó ra mầm hoa nè các bạn mình thấy là nó cũng à, sắp sửa đều hết hết cây nên mình sẽ ngưng cái à, phân tới lại và tưới bằng à, nước thường đó. Với lại à, các bạn chú ý là khi các bạn tưới đừng có tưới à, vào trong cái à, vào trong ngay cái gốc nó mà các bạn tưới à, chung quanh à, đất ở chung quanh cái chậu các bạn đây thí dụ như là đây là cái gốc của cây mai của mình mai mình không có cầm cái khắp nước mà mình tưới vào trong cái gốc của nó mình mà mình tưới ở ngoài này giờ mình tưới vòng quanh cái gốc nó à, một khắp rồi ngày hôm sau mình lại tưới thêm một khắp nữa ba ngày liên tiếp rồi một tuần sau các bạn các bạn uh, tưới ba ngày liên tiếp rồi các bạn ngưng rồi tuần sau các bạn uh, tiếp tục tưới ba lần nữa uh, tới khi nào mà các bạn nhìn thấy uh, cây mai của mình nó uh, ra cái mầm hoa với mầm lá là các bạn ngưng lại và các bạn uh, tưới nước thường đó tại vì mình tưới nước mà nhiều quá không cho nó thời gian thì nó sẽ làm úng cái cái gốc mai của mình mình phải ngưng các bạn tưới ba ngày mình ngưng ngưng cho tới tuần sau thí dụ như tuần này mình tưới thứ hai thứ ba thứ tư thì mình sẽ ngưng cho tới thứ hai tuần sau mình mới tưới trở lại mỗi lần tưới mình chỉ tưới một khắp thôi tức là ở trong cái trong cái hũ uh, mà người ta bán cho mình, người ta có hướng dẫn là mình pha thuốc như thế nào. Uh, một muỗng nó một ga lông, thì mình pha vào một ga lông. Nhưng mà hòa uh, tan trong một ga lông nước. Nhưng mà mỗi lần tưới thì các bạn dùng cái khắp, uh, mình, các bạn đông một khắp thôi, rồi tưới vô cái gốc uh, ba ngày liên tiếp chứ không phải là nguyên cái ga lông nước đó, mình đổ vào trong cái cái gốc mai thì cũng không có được tại vì nó sẽ làm úng với, với lại nó sẽ có nhiều phân quá là nó sẽ bị sốc phân các bạn nên mình tưới chỉ một cái khắp mà mình làm bánh đó, người ta có bán cho mình cái khắp đó là mình đong một khắp nước thuốc để tưới vào thôi chứ mình không có Uh, tưới nguyên một cái ga lông thuốc vô trong cái, uh, cái gốc mai Đó các bạn nhìn thấy Mình ngồi ở dưới này mình uh, quay ngược lên Thì các bạn nhìn thấy cái mầm hoa Với lại cái mầm uh, lá cây mai của Huỳnh Mai đó Là đều hết và rất là nhiều các bạn Rất là nhiều Năm nay cây mai này của Huỳnh uh, Mai nó nở nhiều hơn hồi năm rồi nữa nó ra bông nhiều hơn hồi năm rồi nhờ mình tưới phân với mình lặt lá sớm đó các bạn đó. thì hôm nay Quỳnh Mai à, chia sẻ với các bạn là à, cây mai của mình à, cây mai tứ quý mẹ của mình đã thành công nó ra mầm hoa và mầm lá rất là nhiều và mình chia sẻ với các bạn cách tưới phân cho cây mai để cho nó ra nhiều hoa à, Sẵn đây Quỳnh Mai à, chúc các bạn uh, Giáng sinh vui vẻ và uh, uh, năm mới uh, vui vẻ hạnh phúc bên uh, người thân uh, mình mai xin chào tạm biệt hẹn với các bạn video kỳ sau